Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, người cán bộ tình báo được cả thế giới biết đến như một điệp viên hoàn hảo. Ông Mười Hương, người đã giới thiệu ông Phạm Xuân Ẩn vào tổ chức tình báo từng kể: "Tôi từng nghe các đồng chí ở Trung ương kể rằng, sau khi đọc những báo cáo của ông Ẩn gửi về từ Mỹ, Bác Hồ xúc động thốt lên. Đọc báo cáo mà cứ như ngay ở trung tâm New York. Hay sau khi đã về nước, hoạt động trong lòng địch, những báo cáo của ông Ẩn cũng vô cùng chính xác, khiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét, cứ như ta đang ở trong bộ tổng tham mưu của địch. Các tướng lĩnh của chính quyền Sài Gòn đều nể trọng ông. Họ muốn lấy lòng ông hơn là ông kết thân với họ để lấy tin tức. Vì thế ông có cơ hội cung cấp rất nhiều tin quân sự quý giá cho cách mạng. Thực tế cách Phạm Xuân Ẩn hoạt động rất khác, không có những pha đột nhập gay cấn để sao chụp hồ sơ, kế hoạch của đối phương, mà Phạm Xuân Ẩn âm thầm hoạt động tình báo một cách rất đặc biệt. Đầu tiên, ông Phạm Xuân Ẩn hoạt động với vỏ bọc là một nhà báo tầm cỡ. Trong kế hoạch cài cắm một điệp viên tình báo chiến lược, năm 1957, Phạm Xuân Ẩn được tổ chức cho sang Mỹ học về báo chí trong 2 năm. Tháng 10 năm 1959, ông về nước. Do có mối quan hệ với Trần Kim Tuyến, chủ mật vụ của chính quyền Diệm, nên ông được biệt phái sang Việt Tân Xã, hãng thông tấn của chính quyền Sài Gòn, phụ trách các phóng viên nước ngoài làm việc tại đây. Từ đó cho đến khi chiến tranh kết thúc, Phạm Xuân Ẩn tích cực hoạt động tình báo cho cách mạng trong vai trò một phóng viên của Reuters và Time tại Việt Nam. Trong những năm 1960, Ẩn là một nhà báo cỡ bự ở Sài Gòn. Ít ai có thu nhập đến 750 USD trên một tháng như ông. Mặt khác, tầm cỡ của ông còn thể hiện ở những mối quan hệ rộng lớn từ phủ tổng thống đến bộ tổng tham mưu chính quyền Sài Gòn. Nhiều nhân vật chóp bu trong chính quyền Sài Gòn như Trần Kim Tuyến, Đỗ Mậu, Đỗ Cao Trí, Tôn Thất Đính, ông đều quan hệ thân tình đến mức có thể lại nhà chơi bất kỳ lúc nào. Đây thực sự là đẳng cấp của một nhà tình báo, đó là làm thân với tất cả mọi người, nắm bắt được tâm lý của mọi người xung quanh, như chính ông Ẩn cũng từng nói. Một điệp viên không hòa hợp với mọi người xung quanh thì không phải điệp viên giỏi. Trong cuốn sách Phạm Xuân Ẩn, Tên Người Như Cuộc Đời, ông Ẩn có kể rằng một lần ông đến nhà Trần Kim Tuyến chơi, gặp nhiều vị bộ trưởng mang quà đến biếu xén. Nhìn thấy nhiều hoa thủy tiên, ông bảo, ở đây nhiều quá mà nhà tôi không có. Miệng nói tay ông vơ một nắm. Một ông bộ trưởng nhìn thấy không vừa ý hỏi vợ Tuyến, đứa nào mà hỗn vậy? Nhưng bà vợ Tuyến cười xuê xoa mà bảo, à anh Ẩn làm báo quen đấy mà. Những người cung cấp tin tức cho Phạm Xuân Ẩn rất yên tâm vì ông luôn trung thành với nguyên tắc báo chí là bảo vệ nguồn tin đến cùng. Trong dịp đưa tin về sự kiện đại sứ Mỹ Nanjing khánh thành đường băng Tân Sơn Nhất, trong tay Ẩn đã có bản photo bài diễn văn của Nanjing và ông đã phát biểu diễn văn cho Reuters. Bất ngờ là khi đọc, Nanjing lại tự ý cắt bỏ một số câu chữ. Khi nghe VOA phát lại tin lấy từ Reuters, Nanjing thấy những câu chữ đó vẫn còn. Ông ta vô cùng tức giận cho là Reuters có nội gián trong tòa đại sứ và yêu cầu phải điều tra cho ra kẻ đó. Sau khi nhân viên an ninh của Sài Gòn không thuyết phục được Ẩn nói ra, George Philip, tùy viên báo chí của đại sứ và là bạn Ẩn, đến gặp Ẩn, bị từ chối nói ra người cung cấp tin. Philip cố gắng tìm manh mối bằng cách chỉ hỏi người cung cấp tin là da trắng, da đen hay da vàng. Bất ngờ ông Ẩn nói, mày biết người Mỹ dạy tao làm báo rất kỹ, tha mất việc chứ không nói ra nguồn tin. Nỗ lực điều tra kẻ nội gián của Nanjing thất bại, nhưng nhờ đó uy tín của Phạm Xuân Ẩn với các nguồn tin lại càng lên cao. Những người quen biết ông càng tin tưởng vào một nhà báo chân chính, trung thực nên không ngại cung cấp tin tức cho ông sau này. Molly Saver, chủ biên chương trình 60 phút của đài CBS, trong cuốn sách Hồi tưởng, khi trở lại thăm Việt Nam đã viết về Phạm Xuân Ẩn. Ở tòa báo Time, anh được coi là người khôn khéo. Ẩn luôn luôn được giao nhiệm vụ thuyết trình cho nhóm phóng viên mới tới. Và cũng chính anh ta là người gỡ mối cho những vấn đề chính trị rối mù của chính giới Việt Nam lúc đó. Anh là người cởi mở, dấn thân và có óc hài hước, luôn được niềm nở tiếp đón trong các giới quân sự và ngoại giao Việt-Mỹ và cũng là một trong số ít ký giả Việt được cho phép tham dự các buổi thuyết trình hạn chế của phái bộ Mỹ. Điều tạo nên sự khác biệt giữa Phạm Xuân Ẩn với các tình báo khác là ông Ẩn làm tình báo bằng kỹ năng báo chí. Khi Molly Saffer hỏi rằng, họ, tức là những người chỉ huy của Ẩn, đã trông cậy ở anh điều gì? Phạm Xuân Ẩn nói, cũng là những điều mà tòa báo Time muốn tôi viết. Cấp trên của tôi muốn được biết về các căn cứ, tiềm năng của các đơn vị, các cấp chỉ huy, biết ai tham nhũng và những ai có thể tranh thủ được. Họ muốn biết mọi chuyện về chính trị, cũng như thứ mà các anh làm báo trước đây muốn được biết. Mối quan hệ giữa nghề báo và nghề tình báo, như ông nói là rất mâu thuẫn nhau.
Một đằng biết tin tức gì thì viết toạc ra cho cả thế giới biết, còn một đằng thì biết được tin gì thì đánh giá, phân tích, rồi phải giấu nhẹ đi, không để người khác biết là mình biết. Tuy vậy, chúng lại thống nhất với nhau ở điểm cùng đi săn tìm thông tin, và Phạm Xuân Ẩn đã kết hợp hai người ấy một cách hoàn hảo. Những nguồn tin của ông thường ở các giới báo chí, tình báo, an ninh đối phương, họ cũng rất cần tin tức. Để lấy tin tức từ họ cũng cần phải có quà có lại, ông nói. Thức ăn của họ là thông tin, tư liệu, như chim phải cho ăn hoài nó mới hót. Người kinh tế cần kinh tế, tin công khai thôi. Chơi thị trường chứng khoán có lúc họ không biết nên hay không nên bán ra. Họ tìm đến hỏi mình vì mình biết phân tích các dấu hiệu thời cuộc có thể ảnh hưởng. Thí dụ năm 1973, thị trường chứng khoán Mỹ xuống dữ, Mỹ lạm phát nặng. Khi họ hỏi ý kiến, tôi cũng xin chút thời gian ngắn tham khảo và đưa nhận xét để họ tự quyết định. Chẳng hạn như lạm phát đấy, nhưng chưa đến nỗi, vẫn có khả năng lên. Ngay cả giới tướng lĩnh quân sự cũng làm ăn, nên họ quan tâm. Ngược lại, họ sẽ giúp ông những tin tức ông cần về hoạt động quân sự, các kế hoạch mà họ nghĩ ông cần để phân tích thời cuộc, phục vụ cho viết báo. Cũng có khi qua những thông tin mà họ nói khi nhờ ông tư vấn này nọ lại tiết lộ những sự việc khác. Đó là đặc điểm chỉ có ở một nhà báo giỏi hoạt động tình báo như Phạm Xuân Ẩn. Quan sát, phán đoán là những kỹ năng quan trọng của một nhà báo. Phạm Xuân Ẩn tỏ ra rất có năng lực quan sát và nhạy cảm trong phán đoán. Khi đại sứ Norting sắp bị triệu hồi về nước, chính quyền Diệm cố gắng giữ kín, tòa đại sứ cũng bừng bít thông tin. Vào một tối ngồi ở tiệm ăn Pháp có tên là La Cicale, ông bắt gặp viên bí thư của Norting dẫn theo một cô bồ người Việt vào quán. Một nhân viên an ninh của tòa đại sứ nhìn thấy hỏi anh ta, sao bữa nay ăn mặc lôi thôi lại còn dẫn theo cả đao? Người bí thư trả lời, tuần tới tao về nước, phải cho tao xả hơi chứ. Dựa vào đó, cộng với những thông tin đã nghe từ trước, Phạm Xuân Ẩn kết luận tuần tới Norting về nước. Tin của ông đăng lên Reuters đã khiến tòa đại sứ Mỹ một lần nữa điên đầu. Dù ông không nói ra nhưng biết đâu, những tin tức ấy kèm theo đánh giá phân tích của ông đã chuyển về chiến khu để giúp cấp trên nắm rõ tình hình chính trường Sài Gòn cũng như quan hệ Việt-Mỹ thời đó. Vào những năm 1974 đến 1975, cuộc tấn công cuối cùng vào Sài Gòn sắp bắt đầu. Kết cục của cuộc chiến tranh đến nhanh hơn mọi người nghĩ. Phạm Xuân Ẩn không ngờ khi thấy gần 1 triệu quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại có thể vỡ vụn chỉ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 1975. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức. Khi đó, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã nói, tôi muốn ở lại đây. Mặc dù tháng 4 là tháng đầy lo âu đối với Phạm Xuân Ẩn, vì ông rất lo cho sự an toàn của gia đình và bạn bè mình. Ông nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ di tản sang Mỹ, nhưng tôi cứ băn khoăn, không biết có nên đưa vợ con sang đó không. Tôi không nhận được một hướng dẫn, chỉ thị nào từ Hà Nội, trong khi tôi luôn bị sức ép từ phía tạp chí Time thúc giục phải quyết định sớm. Phạm Xuân Ẩn không bao giờ bỏ mặc mẹ mình ở Sài Gòn. Tuy nhiên, ông vẫn lo rằng có thể ông sẽ nhận được chỉ thị của Đảng phải di tản cùng với người Mỹ. Điều đó có nghĩa ông sẽ phải tiếp tục sứ mạng của mình tại Mỹ, mà về mặt cá nhân, ông không hề muốn. Một ngày sau khi Nguyễn Văn Thiệu di tản, vợ và bốn con của ông Phạm Xuân Ẩn đáp chuyến bay của hãng truyền hình Mỹ CBS News rời Sài Gòn cùng với 39 nhân viên khác của tạp chí Time. Có một điều mà Phạm Xuân Ẩn không hề biết, đó là vào thời điểm ấy đang có một sự cân nhắc rất nghiêm túc của Quân ủy Trung ương thuộc Bộ Chính trị về việc có nên để cho ông tiếp tục công tác tình báo của mình tại Mỹ hay không. Chính Đại tướng Văn Tiến Dũng cuối cùng đã quyết định nên để Phạm Xuân Ẩn ở lại Việt Nam. Nếu Phạm Xuân Ẩn tiếp tục công tác đó, chắc chắn ông ấy sẽ thu được nhiều thông tin tình báo có giá trị cho đất nước. Tuy nhiên, sớm muộn gì ông ấy cũng bị lộ ở nước ngoài và như vậy là tổn thất sẽ rất lớn. Người từng tuyển mộ Phạm Xuân Ẩn làm tình báo viên là ông Mười Hương thì tỏ ra tiếc đối với quyết định này. Khả năng của Phạm Xuân Ẩn sẽ được phát huy tối đa nếu được tiếp tục công tác tình báo ở nước ngoài. Tôi hỏi ông Mai Chí Thọ về ý tưởng tiếp tục để ông Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo ở nước ngoài. Ông Mai Chí Thọ nói, về mặt nghiệp vụ mà nói, đó là một ý tưởng hay. Vỏ bọc ấy vẫn còn nguyên vẹn, ông ấy lại được người Mỹ tin cậy. Phạm Xuân Ẩn đã sẵn sàng, nhưng còn các điều kiện khác nữa. Ông ấy đã làm việc quá nhiều rồi. Tại Sài Gòn, người ta lan truyền khắp nơi tin đồn rằng khi quân giải phóng vào thành phố sẽ có một cuộc tắm máu. Phạm Xuân Ẩn sợ ở nhà vì biết đâu đạn pháo có thể rơi trúng nhà mình. Nhưng ông đã được cho biết riêng về một thực tế cho rằng những người cộng sản đã xác định 3 nơi an toàn, đó là Đại sứ quán Pháp, Bệnh viện Grand và khách sạn Continental của Pháp. Ông quyết định tốt nhất là cùng mẹ đến ở tại khách sạn Continental. Phóng viên Anh tạp chí Time, Life Jake Swanson, vừa từ nhà Anh ở Bethesda, bang Maryland, Mỹ, trở lại Sài Gòn. Đã gần trọn 2 ngày đêm Swanson không được ngủ khi
khi ông đến gặp Phạm Xuân Ẩn tại văn phòng tạp chí Time. Swanson đã hỏi Phạm Xuân Ẩn một câu mà anh đã từng muốn hỏi trong nhiều năm trước đó. Ẩn này, chiến tranh kết thúc rồi. Chúng ta đã quen biết nhau trong 9 năm rồi. Anh có thể nói cho tôi biết anh là người của phía bên kia phải không? Phạm Xuân Ẩn đáp, tôi là người Việt Nam, tôi muốn ở lại đây. Swanson hỏi, sắp tới anh có vấn đề rắc rối nào với Cộng sản không? Phạm Xuân Ẩn trả lời, vào những thời điểm như lúc này, sự hiểm nguy có thể đến từ mọi phía. Swanson nói, ok, rất tốt. Khi biết rằng nếu tôi bị kẹt lại Sài Gòn, thì còn có một trong số những người bạn tốt nhất của tôi là một người Cộng sản. Phạm Xuân Ẩn mỉm cười. Cứu người cuối cùng. Bác sĩ Trần Kim Tuyến, nguyên là giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội của Phủ Tổng thống, bị lỡ nhiều cơ hội để đi. Vợ ông và các con đã sang Singapore dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Anh. Trong 12 năm qua, ông Trần Kim Tuyến khi thì ở trong tù, khi thì bị quản thúc tại gia. Trần Kim Tuyến ở vị trí cao trong danh sách của CIA về những người di tản. Từ nhà riêng của mình, Trần Kim Tuyến tìm cách liên lạc với các sứ quán Anh, Mỹ, Pháp cũng như với các bạn nhà báo, nhưng tất cả các đường điện thoại đều đã bị cắt. Cuối cùng Trần Kim Tuyến nối được máy với khách sạn Continental. Trần Kim Tuyến tới văn phòng tạp chí Time hỏi Phạm Xuân Ẩn có đi di tản không. Ông Ẩn trả lời, không, tạp chí Time đã đưa vợ con tôi ra khỏi đây rồi. Giờ tôi không thể nào đi được. Mẹ tôi già quá, lại ốm nữa. Bà cần có tôi bên cạnh. Tất nhiên anh phải đi. Chuông điện thoại đã reo. Đó là phóng viên của Dan Sutherland của tờ Christian Science Monitor. Điện thoại cho Phạm Xuân Ẩn kiểm tra về việc di tản. Trước khi ngắt lời Dan Sutherland, Phạm Xuân Ẩn nói, Dan này, chúng tôi cần anh giúp đỡ đây. Nhanh lên, xem anh có thể liên hệ với Sứ quán Mỹ và bảo với họ rằng bác sĩ Trần Kim Tuyến vẫn còn đang ở đây với tôi và họ cần phải đưa ông Trần Kim Tuyến ra khỏi đây ngay. Dan Sutherland đã liên hệ với được Đại sứ quán Mỹ và đã nói chuyện với trưởng trung tâm CIA là Tom Ponga. Tom Ponga dặn nếu Trần Kim Tuyến không thể đến Sứ quán Mỹ được thì đến ngay số nhà 22 đường Gia Long. Đó là một tòa nhà căn hộ được Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Mỹ sử dụng. Tầng trên cùng của tòa nhà này được phó trưởng trung tâm CIA sử dụng và lúc này được sử dụng làm bãi đỗ cho máy bay trực thăng chở người đi di tản. Tên của Trần Kim Tuyến cũng được đưa vào danh sách tại đó. Trần Văn Đôn từng làm phó thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng trong nội các cuối cùng của Nguyễn Văn Thiệu. Lúc Trần Văn Đôn tới được tòa đại sứ Mỹ thì tình hình ở đó lộn xộn, cũng giống như khi Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến đến. Trần Văn Đôn được hướng dẫn đến số nhà 22 đường Gia Long. Đó là cơ hội cuối cùng dành cho ông ta. Khi Trần Văn Đôn lên được đến tầng thượng của tòa nhà thì Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến đi xe hơi cũng vừa đến được tòa nhà. Trần Kim Tuyến đã không gặp may như Trần Văn Đôn, những người lính gác đã đóng cửa và khóa lại. Phạm Xuân Ẩn liền phanh gấp cho xe hơi dừng lại, nhảy ra quát. Theo lệnh của đại sứ, người này phải được cho vào. Những người lính gác trả lời rằng không một ai khác nữa được phép vào trong. Trên nóc nhà, chiếc máy bay trực thăng cuối cùng chuẩn bị cất cánh. Nhưng khi cổng đang từ từ khép lại, Phạm Xuân Ẩn theo bản năng chạy lại dùng tay trái chặn cổng, rồi lấy tay phải đẩy mạnh Trần Kim Tuyến với dáng người bé nhỏ chui qua cổng. Khe hở lúc đó chỉ còn khoảng chưa đầy nửa mét, không có thời gian cho hai người nói lời tạm biệt và cảm ơn. Phạm Xuân Ẩn nói, chạy! Cùng lúc đó, hai nước mắt bỗng lăn xuống gò má ông. Trần Kim Tuyến cũng khóc và chẳng thể nói được điều gì ngoài câu, tôi sẽ không bao giờ quên. Vài thập kỷ sau, Dan Sutherland nhớ lại cái ngày tháng 4 năm 1975 ấy. Vào cái ngày cuối cùng ấy của cuộc chiến tranh, Phạm Xuân Ẩn đã giúp cứu mạng sống của một người từng ra sức chống lại những mục tiêu mà ông Ẩn đang bí mật theo đuổi và phụng sự trong suốt cả cuộc đời mình. Tôi sẽ luôn luôn nhớ tới ông Phạm Xuân Ẩn vì điều đó. Trần Kim Tuyến sẽ không bao giờ quên những gì mà Phạm Xuân Ẩn đã làm tốt cho mình. Sau này Trần Kim Tuyến nói với các bạn rằng ông ta chỉ tin cậy hai người hơn bất kỳ ai khác. Đó là Phạm Xuân Ẩn và Phạm Ngọc Thảo. Khi biết cả hai người này đều là những điệp viên Cộng sản, Trần Kim Tuyến nói rằng nhìn nhận lại quá khứ, ông ta có thể nghi ngờ Phạm Ngọc Thảo, nhưng ông không thể nào tin được Phạm Xuân Ẩn đã làm việc cho Cộng sản. Phạm Xuân Ẩn không bao giờ để lại một bằng chứng nào, dù là nhỏ nhất. Còn Phạm Xuân Ẩn ở lại. Phạm Xuân Ẩn vẫn giữ liên lạc với vợ ông, bà Thu Nhàn, qua máy Telex của văn phòng tạp chí Time. Cuối cùng, ông khuyên vợ chấp nhận lời mời và sự giúp đỡ của tạp chí Time chuyển gia đình sang Mỹ. Gia đình Phạm Xuân Ẩn đáp máy bay đi Fort Pelleton, California. Do đã được tạp chí Time bảo lãnh nên thủ tục được thông qua nhanh chóng, sau đó họ chuyển đến Virginia. Tạp chí Time đài thọ mọi chi phí, ngoài ra mỗi tháng còn trả $700 tiền lương cho bà Thu Nhàn.
Các cháu tuổi 12, 11, 10 và 8 đều được bố trí vào học tại trường tiểu học Patrick Henry. Bà Thu Nhàn đau ốm luôn và lúc nào cũng lo cho chồng mình. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra đối với ông Phạm Xuân Ẩn. Bà cảm nhận rất có thể bà sẽ chẳng bao giờ được gặp lại chồng mình. Còn có điều đáng sợ nữa là sau khi chiến tranh kết thúc, các hoạt động tình báo bí mật của chồng bà được công khai, trong khi bà và các con đang sống ở bên Mỹ. Sự an toàn của mẹ con bà có thể bị quấy rầy bởi cộng đồng những người di tản chống cộng đến tận xương tủy. Bà cũng không biết Hà Nội có ra lệnh cho ông Phạm Xuân Ẩn tiếp tục nghề tình báo ở Mỹ hay không. Tương lai chẳng rõ ràng gì. Những ngày bối rối. Tại Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn cũng buồn và lo lắng. Sau vài ngày ở khách sạn Continental, Phạm Xuân Ẩn về với mẹ và sống ở nhà. Phạm Xuân Ẩn phải ra trình diện trước các nhà chức trách địa phương. Ông điền vào tờ khai nghề nghiệp là nhà báo, làm việc cho tạp chí Time. Đầu tháng 5 năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bay từ Hà Nội vào Sài Gòn đến Dinh Độc Lập để dự một cuộc họp với tướng Trần Văn Trà, chỉ huy các lực lượng vũ trang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Tướng Trần Văn Trà vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố. Lúc đó ông Ẩn ở cách Dinh Độc Lập không xa, đang phải lo lắng cho sự an toàn của chính mình dưới chế độ mới. Giờ đây Phạm Xuân Ẩn thật sự theo nghĩa đen là người của tạp chí Time ở Sài Gòn, giữ mối liên hệ với các đồng nghiệp cũ và đang đóng góp bài vở cho số báo sau ngày 30 tháng 4 của tạp chí Time. Phạm Xuân Ẩn gửi bằng telex bức điện tới New York. Tất cả các phóng viên Mỹ đã di tản vì tình trạng khẩn cấp. Văn phòng tạp chí Time hiện nay do Phạm Xuân Ẩn điều hành. Mỗi buổi sáng, Phạm Xuân Ẩn đến văn phòng tạp chí Time làm việc. Tại đây, các lực lượng giải phóng đã cử một người đến giám sát, kiểm duyệt Phạm Xuân Ẩn. Tất cả chỉ có một mình tôi, trừ người giám sát. Ông ta không phải là người khó tính, nhưng là một người kiểm duyệt khắt khe. Sau vài tuần chẳng có tin bài nào được gửi đi, Phạm Xuân Ẩn nói với tôi như vậy. Bài báo cuối cùng của Phạm Xuân Ẩn phát đi được đăng trên tạp chí Time, số ra ngày 12 tháng 5, mang tựa đề "Cuộc chia tay cuối cùng nghiệt ngã". Bài báo viết, hình ảnh cuối cùng về cuộc chiến tranh, những người lính thủy đánh bộ Mỹ dùng báng súng giáng xuống những ngón tay của nhiều người Việt Nam đang cố bám tường tìm cách vào được bên trong khuôn viên tòa đại sứ Mỹ để chạy trốn khỏi đất nước họ. Một không khí lộn xộn, bừa bãi, chẳng khác nào cảnh mô tả trong kinh Khải Huyền, một số kẻ cướp ngày lái những chiếc xe hơi của sứ quán bỏ lại, chạy như điên quanh thành phố cho đến khi hết sạch xăng. Vài tuần sau ngày giải phóng, có người của lực lượng an ninh chế độ mới đến gặp ông và nói: "Ông thì ok." Phạm Xuân Ẩn nhớ lại, ông ta chỉ nói có vậy, nhưng tôi hiểu, tôi được an toàn rồi. Thực tế thì đây cũng là thời gian đặc biệt bối rối đối với ông Phạm Xuân Ẩn, cùng với rất nhiều bạn bè, bởi họ cho rằng tương lai không mấy sáng sủa. Ông Ẩn nói, nhiệm vụ tình báo của tôi về mặt kỹ thuật đã hoàn thành. Đất nước tôi đã được thống nhất và người Mỹ đã phải rút về nước. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể nói được với mọi người về sự thật. Tôi vẫn đang phải sống trong cô đơn và lo lắng. Vợ con tôi vẫn đang ở Mỹ. Tôi không biết liệu mình có được gặp lại vợ con lần nữa hay không. Tôi còn có nhiều bạn bè, họ cũng không thể đi đâu được và tôi cũng không biết điều gì đang xảy ra đối với họ nữa. Nhưng cuối cùng tài liệu về danh tính thật của Phạm Xuân Ẩn cuối cùng cũng đã được chuyển đến. Phạm Xuân Ẩn được xác nhận là người 30 năm cách mạng, một thuật ngữ được dùng để nói về những người đã tham gia đánh giặc ngoại xâm trong 3 thập kỷ qua. Phạm Xuân Ẩn được chính thức chuyển sang bên thắng trận. Điều này dễ nhận thấy vì số lượng gạo của ông được tăng thêm, được cấp phát quân phục hàm đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Trở về nhà thôi. Nhân viên an ninh chế độ mới đặt vấn đề về những hành động của Phạm Xuân Ẩn hôm 30 tháng 4 năm 1975, đã giúp đỡ bác sĩ Trần Kim Tuyến kịp lên chuyến máy bay trực thăng cuối cùng để di tản. Phạm Xuân Ẩn đã kể lại hết sự việc cho các nhân viên an ninh nghe. Ông nói rằng việc làm của ông chỉ là một cử chỉ nhân đạo, nhưng bên phía an ninh vẫn chưa tin. Phạm Xuân Ẩn nói rằng ông và Trần Kim Tuyến là bạn của nhau. Nghĩa là thế nào? Bạn bình thường hay là bạn trong công việc? Phạm Xuân Ẩn phải viết tường trình về các chi tiết của việc Trần Kim Tuyến trốn thoát. Ông cũng nhận được chỉ thị phải tiết lộ tên của các mối quan hệ và nguồn tin của ông trong thời gian chiến tranh mà ông có được khi đang làm việc với tư cách là nhà báo của tạp chí Time. Phạm Xuân Ẩn đã cung cấp đầy đủ nhất theo khả năng liên quan đến mọi chi tiết về bác sĩ Trần Kim Tuyến. Tuy nhiên về những mối quan hệ của mình trong 15 năm trước đó thì ông nói trí nhớ của ông rất tồi. Càng nghĩ về Phạm Xuân Ẩn, cơ quan an ninh càng có nhiều câu hỏi về việc tại sao ông Ẩn tồn tại được với tư cách là một điệp viên trong thời gian dài như vậy. Mọi người nghĩ rằng tôi được ai đó trong CIA bảo vệ, vì không ai có thể may mắn đến như vậy. Ông Ẩn kể, cuối tháng 3 năm 1976,
Phạm Xuân Ẩn được khuyên nên gọi gia đình trở về nước. Đối với nhiều người bạn của ông, cũng như các nhân viên trước đây làm việc cho tạp chí Trump, đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy Phạm Xuân Ẩn có thể đã từng làm việc cho phía bên kia. Phải nói lời chia tay đối với những người bạn Mỹ mới của mình là điều rất khó khăn đối với những thành viên gia đình Phạm Xuân Ẩn. Bà Thu Nhàn có mối lo ngại riêng của mình khi trở về đất nước. Bà chỉ nhận được một bức điện của ông Ẩn, vẻn vẹn có mấy từ: trở về nhà thôi. Bà Thu Nhàn không hề biết gì về tình trạng của Phạm Xuân Ẩn ở Việt Nam, nên bà phải nghĩ ra một cách để đưa các con về nước mà không gây ra quá nhiều nghi ngờ. Đầu tiên, bà Thu Nhàn tới Liên Hợp Quốc để xin phép được đi du lịch sang Pháp. Sau đó, bà và các con đáp máy bay từ Washington đi Paris, nhưng ở lại Paris trong 3 tháng vì Việt Nam chưa cho phép mở đường bay thẳng từ Paris đi Hà Nội, cũng như chẳng có đường bay thẳng nào đến Sài Gòn. Một khi đã tới Pháp, bà Thu Nhàn xin phép được đưa 4 con về nước để đoàn tụ với chồng vì hòa bình đã được lập lại trên đất nước Việt Nam. Cuối cùng, bà Thu Nhàn quyết định bà phải trở về nước với hy vọng rằng bức điện ngắn của Phạm Xuân Ẩn gửi cho bà trước đây là bức điện thật và rằng chồng bà vẫn an toàn. Bà Thu Nhàn và các con đáp máy bay từ Paris đi Moscow và sau đó về Hà Nội. Từ Hà Nội, họ đi tiếp vào Sài Gòn bằng xe hơi. Khoảng tháng 9 năm 1976, bắt đầu có lời đồn đại về cuộc đời bí mật của Phạm Xuân Ẩn. Việc bà Thu Nhàn trở về Sài Gòn chứng tỏ Phạm Xuân Ẩn là một người của lực lượng giải phóng, hoặc ít nhất cũng là một người có cảm tình với Hà Nội và Hà Nội đã có cái nhìn thiện cảm đối với ông. Sau khi chiến tranh kết thúc, Phạm Xuân Ẩn phải đối mặt với nhiều câu hỏi về việc liệu trên thực tế ông có làm việc như một điệp viên hai mang hay không. Phạm Xuân Ẩn nói: "Tôi bị theo dõi rất chặt chẽ vì tôi là người duy nhất trong suốt 23 năm không hề bị bắt lần nào. Và người ta muốn biết vì sao lại có thể như thế được. Người ta không thể kiểm tra được các mối quan hệ của tôi vì tôi tự làm mọi việc cho mình. Tôi là một trường hợp đặc biệt vì chẳng có ai ra lệnh cho tôi cả. Tôi không có người chỉ đạo hàng ngày. Tôi chỉ viết báo cáo rồi gửi đi và cho đến ngày chiến tranh kết thúc. Chẳng ai nói nửa lời về báo cáo của tôi, trừ trường hợp về trận ở Bắc. Sau chiến tranh, tôi đã viết tất cả mọi điều tôi đã làm trong một bản tường trình để được tuyên dương công trạng mà tôi sắp được nhận. Tôi đã viết như vậy, nhưng sau đó được yêu cầu viết thêm. Họ muốn biết tất cả mọi mối quan hệ của tôi. Họ muốn tôi nói rõ tên tuổi bạn bè của tôi, những người tôi đã cùng làm việc trong toàn bộ những năm tháng đó. Tôi đã từ chối. Tôi đã từng có quá nhiều bạn bè, những người luôn tin cậy tôi, và tôi cũng không bao giờ tiết lộ nguồn tin của mình." Anh em thân mến, nhà tình báo lỗi lạc Phạm Xuân Ẩn không viết hồi ký để nói chi tiết về hoạt động của mình. Tuy nhiên, với vài mẩu chuyện trên, ta cũng phần nào hiểu được bí quyết giúp ông thành công chính là sự hóa thân vào nghề báo một cách thực sự. Như ông đúc kết, bình phong để hoạt động không phải là cái vỏ, không phải là sự đội lốt trá hình, đó không là sự ngụy trang bên ngoài. Phải thật sự sống bằng nghề đó một cách trong sạch, sống mãn đời nghề, đó mới mong tiếp cận được mọi điều. Cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.